Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Tủ thuốc gia đình xin tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Zinmat 250mg hay còn gọi là Cefurosin 250mg. Đây là kháng sinh được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với Cefurosin. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Cefurosin 250mg chứa Cefurosin 250mg, tá dược chưa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc: thuốc Cefurosin được bào chế dưới dạng viên nén bao phim. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Cefurosin được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Cefurosin là kháng sinh được sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Cefurosin như nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn tai mũi họng, đặc biệt là viêm tai giữa, viêm xoang, viêm amidan, viêm hầu, vân vân. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, cơn kịch phát của viêm phế quản mãn, vân vân. Nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng như viêm bàng quang, niệu đạo, viêm thận, bể thận do lậu cầu, vân vân. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh nhân mẫn cảm với kháng sinh nhóm penicillin và nhóm kháng sinh cephalosporin. Cần thận trọng khi dùng thuốc này đối với bệnh nhân suy thận, suy gan, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự rất cần thiết hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc. Thuốc Cefurosin có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau: sốc phản vệ, nhiễm nấm, candida, rối loạn tiêu hóa như buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu, khô miệng, đầy hơi, viêm kết tràng giả mạc, vân vân. Nổi mề đay, ban đỏ đa hình, hoại tử biểu bì nhiễm độc, có thể làm tăng men gan thoáng qua, nhiễm độc thận, có tăng tạm thời ure huyết, retinin huyết và viêm thận kẽ, vân vân. Dị ứng nổi ban, ngứa, nổi mề đay, các triệu chứng này thường giảm khi ngưng sử dụng thuốc. Các triệu chứng khác như ngứa cơ quan sinh dục, viêm âm đạo, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Thuốc Cefurosin được dùng qua đường uống, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn ít nhất là 2 giờ. Liều dùng. Liều lượng Cefurosin còn phụ thuộc vào vấn đề sức khỏe mà người bệnh cần điều trị. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống 250-500mg nhân cho 2 lần trên ngày tùy theo mức độ trầm trọng của bệnh. Trẻ em từ 3 tháng đến 2 tuổi uống 10mg trên ký nhân cho 2 lần trên ngày, không vượt quá 125mg trên ngày. Trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi uống 15mg trên ký nhân cho 2 lần trên ngày, liều tối đa 250mg trên ngày, chia làm 2 lần uống. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi uống 250mg trên lần, nhân cho 2 lần trên ngày. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng như viêm phế quản, viêm phổi uống 500mg nhân cho 2 lần trên ngày.
bệnh lậu không biến chứng, uống liều duy nhất 1 gram. Cần dùng thuốc theo hết lộ trình từ 5 đến 10 ngày, thường là 7 ngày. Lưu ý cần thiết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc này. Xin chân thành cảm ơn.